Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future 2 độ đẹp lung linh với cái dàn phụ tùng đồ chơi đầy chất chơi. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, thương hiệu Future của nhà Honda Việt Nam đã có rất nhiều cái bước tiến vượt bậc quan trọng trong các công nghệ lẫn phần thiết kế. Tuy nhiên, cái bản Future 2 cái đời cũ vẫn còn có sức hút lạ thường đối với những người mê xe máy ở nước ta. Và cái chiếc Future độ dưới đây là một ví dụ điển hình. Chiếc xe ra đời rất lâu, dù có sử dụng ít nhiều tại sao vẫn có những sự xuống cấp dù muốn hay không. Chiếc xe của chủ nhân này trở nên là mới hơn, xinh xắn hơn khi người chủ đã sơn xi lại hết tất cả các vị trí ốc và phần dàn áo. Chiếc xe còn giữ được trên mình một biển số là cái đời xưa, cho thấy cái con xe cưng này chỉ mới duy nhất ở một đời, người chủ chưa từng chuyển nhượng lại cho bất kỳ ai. Cái số tiền chi ra để trùng tu lại chiếc xe là khá lớn. Hóa ra người chủ của nó còn trang bị một vài món đồ chơi phần hàng hiệu, giúp cho con chí mã thêm chút sang cảnh, theo kịp thời đại với những người đàn em ngày nay. Điển hình như là phần tay thắng chassis màu bạc titan lõi ngắn đi cùng với cái bản lề biker và 6 chế độ tăng chỉnh để lắp bừa hầu hết những dòng xe mà không cần chế cháo bất kỳ chiếc nào. Nhìn xuống dàn chân, ta thấy những cái ảnh của cái heo dầu Rainbow. Cái heo dầu là Fando Hybrid đối xứng kết hợp cùng với đĩa gaffer với kích thước là 260, được ắp cho đâm trước thông qua một tấm lòng bằng nhôm và được CNC cũng đầy tinh tế, sau đó đi nhuộm đen để hòa hợp hơn với lòng đĩa. Sử dụng trên mình cái phục Holin, một hiệu độc quá mà được anh em chơi xe trong nhiều năm qua, với cái chiều cao là 330, dành riêng cho những cái dòng xe dụng là hai phục như là Quay, Prime, Future và cả Aslo đều có thể dùng mà không cần chế chó một cái chi tiết nào nên cũng rất tiện lợi. Trang trứng dụng cái niềm nhâm SL vàng chữ đỏ vô cùng nó bật trên những cái tông màu áo trắng, và cái dàn chân bạc là rất là tuyệt màu với nhau cùng với cái màu vàng ở phần lò xo Holly. Quay A độ full up tình của một cái chủ xe đầy tâm huyết, được bán với mức giá trên 50 đồng, một con giá là cực cao để sở được cái chiếc Honda Quay. Đó là những gì mà mọi người sẽ nghe đến mức giá đó, nhưng đừng vội nhận định, hãy nhìn ngắm clip dưới đây rồi các bạn sẽ hiểu. Trang bị cho mình một cái bộ đồng hồ của dòng Suzuki Raider để đắp được cái bộ đồng hồ, anh em phải chế nhựa lại cái phần bờ cổ. Ở bên cạnh đó còn phải minh lại thêm một số chi tiết dây điện nữa. Và phần bắt đọc cái mít giờ là phải dùng bằng cái điện tử, không phải như là chi cáp như những dòng xe khác. Cái dùng cho mình ổ khóa thông minh cho con chí mã thêm chút an toàn hơn trước tình trạng trộm cắp ngày nay. Trang bị cho mình cái cụm tăng tốc Dono vàng cho hành trình ga được cúc cái nắp kể cho chí mã đi bay nhanh hơn rất nhiều. Bên cạnh đó là phần tay CG màu bạc titan tích hợp cùng với 6 cấp tăng đường cho phù hợp hơn với từng cái thước tay người dùng. Trang bị cho mình trợ lực Matrix kẹp sườn với hành trình là cực dài, đi cùng với 16 nấc chỉnh để chống sàn lắp phần đầu xe rất nhiều. Để lắp được cái phần trợ lực đảm bảo với khả năng vận hành mà không bị cả cấn, người thợ hơi nghiêng nhẹ cái trợ lực tí xíu để khoét cái phần bẩn trước rất nhiều. Người chủ còn không quên viền một cái đoạn ống cao su cho xe thêm chút tinh tế. Cái dàn chân trước là điều mà được trang bị hầu hết những dòng xe chuyển ngày nay, là cái heo dầu Fando Hybrid đã xứng đi cùng dầu Hells được bấm dầu CNC. Phần đĩa thắng trước sau đều được thương hiệu của Gaffer, xung quanh được tạo màu bằng ốc Rhinum. Hệ thống chơi sử dụng trên mình là phục Holin bình dầu rời to lớn, nhìn rất hài hòa, sang trọng rất nhiều. Kích thước cũng to lớn, sản phẩm có nấc chỉnh ở chân phục, cho phép người chủ kiểm soát trực tiếp cái độ đàn hồi của phục. Trang chân sử dụng là mâm Daytona, đây là một dòng sản phẩm được rất nhiều anh chơi xe chuyển ngày nay là ưa chuộng. Và sau khi các bạn xem xong tất cả cái dàn đồ chơi, các bạn nghĩ với mức giá 50 triệu đồng bỏ ra có uổng hay không? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, được chi tiếp nhớ like, subscribe.